kính thưa quý vị thân mến, vào buổi sáng này dắt này khoảng 6 giờ 14 phút chúng tôi đã đến nơi đây là cầu Chữ C. Được biết hôm nay thì cầu mới này tráng nhựa hai măng cá nha quý vị. Hôm dài cũng hoàn thành đã lâu nhưng mà bữa nay thì bắt đầu tráng nhựa hai măng cá và trên đường. Được biết thì ông chú này ông thức rất là sớm, ông để ông đốt mấy khuyên nhựa. Mấy giờ ông ta ông vô tới đây rồi? Ba giờ hả? Dạ. Ông ở đâu rồi? Bình Đông hả? Dạ. Với ông anh này đó hả? Dạ, Bình Đông. Hai người qua sớm rồi mà đốt. Dạ. Ủa, cái lớp trước trên mình là nước hay gì vậy? Nó luôn hả? Nó chảy ra đó hả? Ồ, quý vị có ông một con cụ và một con anh tới đây sớm, thiệt là sớm. 3 giờ là tới lần đốt rồi, lần cho các khuyên nhựa nó chảy ra nặng mà chuẩn bị đổ đó quý vị. Bữa nay thì khúc đường mình sẽ đổ nhựa hai măng cá tốt đẹp của hai cây cầu. Bữa nay mình xin phép được quay một đoạn phim về chương trình đổ nhựa cầu nha quý vị. Chảy ra trơn nữa chú hả? Nó chảy lên nữa. Dạ. Nó lỏng vậy là từ dưới lên tới trên rồi đó hả? Dạ. Có một lần đó nghe nói ngoài chùa đó nấu cái sao mà nó bị phật chút. Nó vừa tới thôi, đừng chậm hôn. Gì hả? Rồi chậm bên nó bật lên nó phật. Bởi gì? Bây giờ nó gần tới chưa? Gần tới rồi. Tới. Ngồi đem càng lại đâu chấm cần cháy hôn. Vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là không cho cháy hôn. Còn hồi mới đốt nhiều đó. Vậy là theo mình biết là gần tới là nó sôi lên hay sao chú? Nó lên có trắng. Hả? Nó lên có trắng vậy đó. Vậy đó hả? Rồi. Nó gần tới đó hả? Tới này bây giờ tới nè. Dạ. Cũng thôi vì cái chương trình nấu nhựa này cũng đặc biệt nha quý vị. Mình biết nấu mới được chứ không biết là nấu từ 3 giờ tới giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 3 tiếng hồ ơi. Ôi, chào anh Kết. Bữa nay kế hoạch mình đổ nhựa hai măng cá cầu cho hoàn tất ha. Rồi hoàn tất, bữa nay nó là hoàn tất. Dạ. Yeah. Còn 6 viên nữa là xong đó. Rồi mình có cho thông thương chưa? Chưa. Không cho. Khánh thành cho thông thương luôn, các băng khánh thành cho thông thương luôn. Dạ. Bởi vì xe đất này kia nó chạy vô lắm, không chưa được. Như vậy là mình khánh thành bữa nào anh? Khánh thành vào ngày 14 tây tháng 8. Tất nhiên là 17 âm lịch. 17 âm lịch. Ừ. 17 tháng 7 âm lịch. Dạ, khánh thành ngày 17 âm lịch. Vậy là cũng gần tới rồi. Gần tới rồi, còn 10 ngày nữa. Dạ dạ. 10 ngày nữa. Thấy cái cầu mình đẹp quá ha. Cầu đẹp lắm. Chất lượng. Cái này là anh tổ chức mà mình sơn hả, cái gì hả? Đẹp quá ha. Rồi cái người gì chiếc cầu nhờ nó ra hình nữa gì. Rất là đẹp. Làm xèo xèo ghê hả? À, cái đuôi gì nó làm xèo xèo ghê quá. Nó chừng đổ không ơi. Rồi xe đã tới rồi. Xe chứa nhựa bắt đầu tới nha quý vị. Quý vị đội đổ nhựa này ở Bình Thạnh Đông nha. Các anh này ở Bình Thạnh Đông mấy ảnh chuyên đổ nhựa lắp giá được. Anh bữa nay qua tiếp với các anh em ban trị sự ở xã Hiệp Sương để đổ nhựa hai măng cá cầu. Thì mấy anh có hệ thống đầy đủ đồ tráng nhựa rồi xe lăn đầy đủ.
Hiện giờ các anh lấy than lót dưới cái phi nhựa để cho nó nóng, đặng mà nó hâm nóng thường xuyên. Cái tôi gì hiện giờ thì chúng tôi cũng còn đang chờ đợi chuẩn bị. Ủa mình đang chờ đợi gì anh Kết? Hình như mình theo mình biết là cái đội mà cán nhựa này là như họ là mấy anh em ở Bình Đông hả? Bình Thanh Đông, mình mượn cái tổ Bình Thanh Đông. Dạ. Yeah. Bình Thanh Đông đã có cái tổ chuyên về vấn đề cán nhựa. Dạ, yeah, mình phải nhờ ha. Yeah. Anh dòm ngay lên này. Có phương tiện xe cộ đồ tất cả các cái hết trơn. À. Anh tưởng là ở nơi nào cần thì mấy anh em này sẵn sàng. Dạ. Yeah. Bữa nay thì mình thúc thủ hai cái măng cá này nữa là xong phải không? Coi như còn hoàn tất luôn không? Hả? Hoàn tất luôn. Dạ. Yeah. Đây tới 12 giờ. Phải hoàn tất. Ủa sao tới 12 giờ dữ hả? 11, 12 giờ thì chừng hai giờ nó dư đặng mà. Rồi rồi. Làm cái lỗ. Cái xe cán đó là của anh luôn đó hả? Anh luôn. Ừ. Bộ phương tiện là của anh luôn. Đủ. Ừ. Anh có chạy xe ba bánh qua anh không? Đồng ơi, xe ba bánh đâu? Kính thưa quý vị, các anh ở Bình Thạnh Đông cũng có đủ luồng nghề, cũng có chiếc xe để cán nhựa luôn quý vị. Này xe của mấy ảnh nè. Ảnh qua, anh chạy qua luôn. Kính thưa quý vị thì ở đây cũng có tổ chức đãi anh em ăn sáng và buổi sáng luôn vậy. Các anh em đang chờ giờ sáng thì ở đây cô cho ăn bún hả? Buổi sáng này các cô cho ăn bún. Rồi mời anh em mình có dùng bắt đầu chuẩn bị. Đây là bàn ông cần nha. Đây là chiêu đãi đầy đủ. Cái này hình như cô tổ chức đãi luôn hả cô? Dạ. Yeah. Hay tin là chuẩn bị đổ nhựa là mình thức sớm mình làm mình nãy luôn. Quá hay. Bà không cần ở chúng tôi phát tâm chuẩn bị đồ ăn ngon để đãi cho bà con dùng. Đây là cô chủ nhà nha quý vị. Cô chủ nhà tên gì quên rồi, Kim Cương hả? Dạ. Kim Cương. Kính thưa quý vị, chiếc cầu nhìn thấy rất là đẹp không quý vị. Cầu này là cầu Trường C Hiệp Sương. Kính thưa quý vị, cầu Trường C Hiệp Sương. Cầu này khởi công cắt thì chỉ một tháng đã xong. Và hôm nay vào ngày 17 sẽ 17 âm lịch nha quý vị. Bữa nay thì mùng 8 rồi. 17 âm lịch sẽ ăn khánh thành cho thông cầu luôn quý vị. Hôm nay cũng còn đang bảo dưỡng rồi cho nó thật chắc. Ừ, mình đang tiếp em. Dạ. Bà hả? Ồ, bà chính hôm nay lịch xịt. Em. Mày hả? Hoài, thấy rồi lên luôn hoài. Nhảy lên nhảy xuống hoài hoài. Lên luôn liền. Mình giải quyết. Các anh em đang đổ nhựa đổ cái gì? Nhựa nó xèo xèo dữ dằn quá vậy. Nóng dữ dằn. Rồi lên luôn luôn, tự nhiên giải quyết chị. Làm hai cái xô ngoài u. Được rồi, đó mới được rồi. Ôi ơi.
chuyện của người ta thì có mấy tí. Có gì giảm không? Có mấy ông nghe hả? Đâu đây, đâu đây. Lúc bây giờ chứ đâu phải một nhóm một đâu mấy ông đâu đây. Vô. Bây giờ em muốn thật gọi là chuyện nhau quá. Đứng luôn rồi nghỉ giải đi, em đi luôn kìa. Bữa nay quýt lên, hai ba kèo không đó. Giải đi kèo. Gặp thì lụm tiếp chứ hổ, tiếp mình bọc lụm sao mà kẹp. Nhiều đi. Thank you.
đốt đá nhỏ cái gì. Phía bên mang cá bên này bây giờ là xong rồi vậy. Rồi kính thưa quý vị, chắc anh em mình đang đổ nhiều ở phía trên cọc. Công trình đang thi công cầu, cái đâu có công trình thi công đường đâu. Đường cầu đang này đó. Đừng dịch hết, đừng dịch hết á. Đừng dịch hết nữa nghe. Không biết rồi đó. Đổ ra xèo xèo thôi. Cái ngoài đó vô đây. Để đi. Ủa thôi mình chạy cái nữa đâu.
cái tô cái gì à. Đây mình đang sửa cái đường cho nó bằng lại quý vị, đường nó không có được bằng. Đổ bằng xong rồi là bắt đầu mới đổ mi. Thì bò hộp thiếu một lớp. Dạ, thiếu một lớp đầu bên đây. Tôi cũng bò muốn ra cầm cái chậu đi. Đi đâu hả? Ừ. Biết không? Cái chậu không bị la mà không cầm. Cái chậu không bị la đó. Cái tuổi gì mình thấy anh em làm hăng hái sốt sắng vui vẻ, cái cầu sắp hoàn thành thì cảm thấy mình rất là vui. Các anh em mình thì trong đội đổ nhựa này ở Bình Định Đông cũng có hợp tác ở anh em ở bên đây. Lần trước bắt tay bữa nay lần rồi, lần tay cũng được lắm. Chúc mừng gì đức thầy cũng dạy phước đức quý hơn bạch vàng, và thế nên cái việc làm phước anh em mình cũng rất là sốt sắng để tạo cái duyên lành cho tương lai. Thì hiện tại chúc mừng gì phước đức sẽ đưa cho chúng ta đến đến nơi an lành, còn vàng bạc châu báu thì chỉ hưởng có một đời, còn có phước đức thì mình sẽ hưởng được muôn đời. Quý là quý cho đó. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân, thế nên các bà con các anh em mình rảnh rỗi khi việc nhà mình đã xong, nhín nhút thời gian để rồi cùng các anh em tạo phước duyên để rồi giúp đỡ cho bà con, giúp đỡ cho làm những công tác từ thiện xã hội, tạo cho những con đường đẹp tốt để mà cho bà con mình cùng đi, giúp ích được cho xã hội điều gì đó thì các anh em sẽ sẵn sàng làm. Cũng do các anh em đã xem giảng thầy và nghe lời thầy dạy nên đã cố gắng thực hiện. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, đức thầy đã dạy trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tấm hạnh cho bền, mềm ơn nghĩa con đền giúp nợ. Kính thưa quý vị, quyết trao thân tấm hạnh cho bền, mềm ơn nghĩa con đền giúp nợ. Thành ra kính thưa quý vị thì thể hiện theo tinh thần nên chúng ta là người học đạo nên cố gắng hy sinh cuộc những điều gì mình hy sinh được, giúp đỡ cho xã hội, giúp đỡ cho đất nước, tạo những phước duyên. Bởi vì đức thầy đã dạy kẻ tu hành đa phước thì nên, thành ra do đó mình làm cái việc gì đó phước thì tất nhiên cái nhân phước là cái nhân tốt đẹp. Mình
giúp đỡ được cho mọi người, tức là nhân phúc thôi, làm điều gì đó ích lợi cho mọi người, ích lợi cho chúng sanh, ích lợi cho đồng bào xã hội, ích lợi cho đất nước, thì đó là điều phước của chúng ta mà Đức Thầy đã dạy. Đạo phước là mình coi như là những gì mình cũng làm hết, đạo phước duyên thật là nhiều. Xin lỗi gì. Chính tôi về các anh em đang làm rất là nhiệt tình, rất là sốt sắng quý vị. Thời gian thì chắc có lẽ là cũng không bao lâu nữa thì nó hoàn tất. Trời giống đón này mát mẻ nên bà con anh em mình làm rất là khỏe. Tới anh đang tới đi luôn. Phía bên kia thì chúng tôi cũng thấy là cô mặt trận xã, chủ tịch mặt trận cũng đang đứng bên kia giám sát.
Anh bà đưa chúng tôi hiện giờ đang đứng trên chiếc cầu rất mới đẹp. Các anh đổ nhựa đó hình như là ở Bình Định Đông làm không á? Mình ở đây không có tiếp ha bà đưa. Cũng có đội thì có Bình Định Đông. Nhưng mà anh em mình cũng có tiếp, phụ tiếp. Dạ ha. Cát thiếc đá gì đó. Vậy đó. Thiếc đá, thiếc đá như đá. Cũng có anh em mình mua quá. Cộng tác vô. Đường này là bữa nay là nó đẹp rồi đúng không? Đâu mình rồi, đi rồi, đi. Rồi. Bữa nay là hình như là hoàn thành cái đá nhựa cái cầu luôn. Dạ. Anh Ba Đưa của chúng tôi đang đi trên con đường lên cầu rất là đẹp nha quý vị. Quá đẹp luôn ha. Ừ. Bên kia thì có cũng có cái lan can bển. Đèn cũng có luôn. Đèn cũng đủ không? Ở cái đèn này sao anh Ba Đưa? Cái đèn này ai ráp hả? Con của Dũng. Dạ hả? Nó cho nhưng mà lý gì đó. Có nghĩa là có ở đây là ai cho? Chú Nguyên là con của Dũng. Từ Dũng hen, dạ, phát tâm cho rồi thành ra 6 cái đèn. 6 cái đèn luôn. 6 cây. 6 cây. Dạ. Đâu 2 4 5 6. Ừ. 6 cây là con Tư Vũ phát tâm cho. Nhưng mà anh nào ráp? Anh Lý mình hả? Lý cầu mình đây hả? Anh Lý anh có cầu cũng có đèn rồi hả? Kia anh xách qua hả? Không. Anh ráp cái kiểu á. Dạ. Ừ, còn ta cho cái đèn. Cho cái đèn. Ừ. Cái cây này là cây của mình. Cây của anh mua luôn. Của anh mua luôn. À. Cái tài trợ như cái đèn này là tao mua luôn. Tao mua luôn cho mình mà mình chỉ ráp thôi. Mình ráp. À, mà anh Lý anh rành anh ráp. Ráp có cái kỹ thuật vậy đó. Kính thưa quý vị, có người phát tâm cho 6 cái đèn luôn, quý vị ơi, quá đẹp. Để mình tham quan coi 6 cái đèn hả? Có ban đêm có thấy chưa? Đã sáng không? Sáng. Thì sáng ráp được luôn hả? Không còn chỗ nào trong cầu mà tối hết trơn. Quá êm ta. Tối rồi. Phải nói là cái nhân viên quá đầy đủ luôn. Vậy đó hả? Đường hôm nay thì cũng hai măng cá cũng lá ngựa xong. Cái chỗ này mình làm cái lan can này là chặn xe xuống. Nó bảo vệ cái xe đó. Rồi cái vách đó ha. Dạ. Đẹp luôn ha. Như vậy là thí dụ như tao muốn cắt nhà đây cũng hơi khó à nghe. Hơi khó. Thì cắt đây mở ra. Mở ra. Dạ. Rồi cái thứ gì thì cũng làm lan can bảo vệ hết. Bảo vệ hết. Ừ. Trước đây thì chỗ này nó là cái vực thẳm cho mình mới bồi bổ thêm. Ừ. Cái xuống đây là bảo vệ. À, kính thưa quý vị, trách nhiệm của ban trị sự Phật giáo Hoàng Hảo xã Hiệp Sương cũng rất là chắc rất là nhiều rồi trong cái công trình cái cầu này. Thật sự ra thì cũng nhờ anh em chuyên nghiệp đến đây là để mà cắt cái cầu, thì đó là các anh ở Đồng Tháp. Giao trách nhiệm, nhưng mà thật sự ra ở phía sau lưng của đội cắt cầu đó thì có ban trị sự Phật giáo Hoàng Hảo xã Hiệp Sương, trong đó có anh Ba Đưa, anh Bảy Kết, rất nhiều người để hỗ trợ tiếp về mọi mặt. Thế nên cái cầu hôm nay mà thực hiện xong thì thật sự rất là nhanh, chỉ trọn vẹn một tháng là xong. Hôm nay là lá nhựa, bữa nay nữa là kiểu như là hoàn tất đó anh Ba Đưa hả? Nó hoàn tất. Dạ dạ. Thôi. Cái đội thi công ở Đồng Tháp thì chỉ có 4-5 người à. À. Có lúc 2-3 người nữa. Rồi mình ở đây thì hỗ trợ tiếp. Ví dụ cái đội thi công nó cần là 5 người, 10 người, 20 người thì còn mình cũng đáp ứng.
đáp ứng nhu cầu. Thành ra do đó cái cầu làm cái cầu rất nhanh luôn. Cầu làm rất là nhanh, quá đẹp cái cầu này quý vị. Kính thưa quý vị, cầu này vào ngày 17 sắp tới là 17 tháng 7. 17 âm lịch. Âm lịch. 17 âm lịch sẽ khánh thành và thông xe luôn. Chúng tôi đang tham quan cái cầu trước nha quý vị, đang tham quan cùng với anh ban trị sự Phạm Văn Đưa. Anh này là trưởng ban nha. Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Năm nay 70. 70. Chúng tôi được biết thì anh Ba Đưa này ngày xưa là anh thôi, về từ thiện là anh làm giữ lầm quý vị ơi. Giờ yếu. Cũng hỗ trợ biết con. Rồi. Các anh em đang làm cũng rất là hăng hái nhiệt tình. Bắt đầu đổ nhựa rồi. Đầu đổ nhựa, đổ cái gì? Đổ nhựa, đổ đá mi lên. Hình như